Hello tất cả các bạn. Hôm nay mình lại xin phép được chia sẻ thêm một cái chủ đề nữa. Đó chính là cái chủ đề về in ấn, đặc biệt cho các bạn nào đang làm cho các công ty của Trung Quốc hoặc Đài Loan về in sợi hoặc là in trên vải. Cái video ngày hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một cái về chủ đề về mũ nữa, in vấn đề mũ và các từ vựng liên quan đến ngoại quan của các sản phẩm liên quan đến in ấn, in trên vải. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Video sẽ ngắn gọn khoảng tầm 60 phút. 60 phút thì các bạn cố gắng dành thời gian ra một chút để các bạn có thể trau dồi thêm một số vốn từ vựng để củng cố cho cái công việc các bạn đang làm. Thì hy vọng video ngày hôm nay sẽ hỗ trợ được các bạn phần nào, và hy vọng các bạn có thể lấy những cái từ vốn từ vựng này để áp dụng trong cái cuộc sống của các bạn. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ok, từ từ nhất từ mình muốn chia sẻ với các bạn nói chính là từ về lĩnh vực in ấn ấy, thì là từ quáng bản in hoa. Quáng bản in hoa. Quáng đây có nghĩa là lưới này, bản là cái bản lề này, in hoa là in này, in là in này, có hoa là hoa này. Đấy thì quáng bản in hoa có nghĩa là in lụa, in lụa đó. Ở từ thứ hai là từ múa bản in hoa. Múa bản in hoa. Múa bản là tức là cái bản có sẵn đấy, múa bản bản có sẵn và in hoa. Vậy thì múa bản in hoa ấy có nghĩa là in theo mẫu. Múa bản là mẫu nha các bạn nhé, múa bản. Từ thứ ba là kia là từ tỷ色 in hoa. Tỷ色 in hoa. Từ hai bên cạnh đó là từ tan miệng in in hoa. Tan miệng in hoa. Tỷ sửa có nghĩa là cái lệnh đáy, cái nền in hoa, thế còn có nghĩa là in hoa rồi. Và tan miên, tan là đơn, miên là mặt. Vậy thì tỷ sửa là đáy này, vậy thì tỷ sửa in hoa có nghĩa là in nền, và tan miệng là một mặt. Tan miệng in hoa có nghĩa là in một mặt. Sang từ thứ tư là từ sao hoa in hoa. Sao hoa in hoa. Sao là cháy, là đốt đấy. Hoa là hoa rồi, in hoa đây là thì mình không giải thích nữa nhé. Sao hoa in hoa có nghĩa là in hoa cháy. Những cái từ này các bạn nên làm chuyên ngành về in hoa chắc các bạn sẽ hiểu. Có thể là một số công ty sẽ cách gọi riêng, nhưng mà đây sẽ là những cái từ mà dùng chung chung cho cái công việc in hoa này. Từ số 5 là từ thú leo in hoa. Thú leo in hoa. Thú leo in hoa. Thú leo có nghĩa là in là bùi bùi sơn hoặc bùi liệu cái gì đó. Thú leo in hoa. Đấy thì thú leo in hoa có nghĩa là in sơn. Thú leo. Từ số 6 là từ chữ che in hoa. Chữ che in hoa. Chữ che in hoa. Chữ che có nghĩa là trực tiếp. In hoa có nghĩa là in hoa. Thì chữ che in hoa có nghĩa là in hoa trực tiếp. Thì các bạn in trực tiếp về cái hoa về xuống cái vải hoặc là cái sợi của bạn đấy.
gọi là in chữ chia in hoa. À, các bạn sang từ thứ bảy là từ bá rạn in hoa. Bá rạn in hoa. Bá rạn có nghĩa là ngâm, hoặc là rạn ở đây có nghĩa là nhuộm nhá. Bá đây có nghĩa là ngâm này. Vậy thì bá rạn có nghĩa là ngâm nhuộm. In hoa là in hoa rồi. Vậy thì bá rạn in hoa có nghĩa là in ngâm nhuộm. Các bạn xong từ số 8 là từ chính điện tử rộng. Chính điện tử rộng. Chính điện tử rộng. Chính điện là tĩnh điện. Và chứ rúng, chứ ở đây có nghĩa là cấy nhá, chứ là cấy, rúng có nghĩa là nhung. Vậy thì chính điện chứ rúng có nghĩa là nhung cái tĩnh điện. Đấy. Rúng có nghĩa là nhung này. Các bạn cái từ rúng này các bạn sẽ thường dùng thường xuyên này. Đó. À, chúng ta sang từ số 9 cũng tương tự thôi. Là từ chữ rồng in hoa. Chữ rồng in hoa. Chữ rồng ở các bạn học từ trên rồi, từ số 8 đây. Chữ rồng có nghĩa là cái nhung và in hoa là in hoa. Vậy thì chữ rồng in hoa có nghĩa là in cái dồn nhung. À, hoặc là in 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 cái nhung, sợi nhung nó dồn đấy. Các bạn cái dồn đấy, in dồn ấy thì gọi là in cái dồn nhung, gọi là chữ rống in hoa. Ở trong quá trình mình phát âm nhiều khi là cũng có một số từ vựng mình phát âm không đúng, không chuẩn thì mong các bạn thông cảm. Thì video mang mục đích chia sẻ thì mong các bạn ủng hộ cho mình. À, từ số 10 nha. Từ số 10 là từ chi xe chữ rống. Chi xe chữ rống. Chi xe chữ rống. Chi ở đây có nghĩa là máy nhá. Chi là máy này. Chi xe cấy, xe là cấy này. Và mình xin nói nha, chi xe có nghĩa là cái máy. Và chữ ở đây là cấy này. Rống là nhung này. Vậy thì chi xe là máy móc nhá các bạn nhá. Chi xe chữ rúng, chi xịa chữ rúng có nghĩa là máy cấy nhung. À, từ số 11 là từ thang thang chín thang chín thang chín thang chín có nghĩa là thép vàng. Thang là thép này và chín này là từ kim, là từ vàng này. Vậy thì chín có nghĩa là vàng, thang chin có nghĩa là thép vàng, hay chúng ta còn gọi là cái mạ vàng đấy. Mạ vàng là từ các bạn làm về lĩnh vực về vàng bạc đấy thì có dùng từ mạ vàng. Từ số 12 là từ chuẩn ý in hoa. Chuẩn ý in hoa. Chuẩn ý in hoa. Chuyển ý là chuyển đổi đấy, chuyển đổi. In hoa là in hoa. Vậy thì chuyển ý in hoa có nghĩa là chuyển đổi in hoa. Từ số 13 là từ rơ chuyển ý in hoa. Rơ chuyển ý in hoa. Rơ là nóng này, rơ là nóng là nhiệt này. Chuyển ý là máy chuyển đổi đấy, chuyển đổi. In hoa là in hoa. Vậy thì rơ chuyển ý in hoa có nghĩa là chuyển nhiệt, máy chuyển nhiệt in hoa đấy, chuyển nhiệt in hoa. Sang từ số 14 là từ phân phân mộ
樱花，烹墨樱花，烹墨樱花，烹 có nghĩa là phun là bắn là phụt, mua là mực, mua là mực. Vậy thì in hoa có nghĩa là in hoa rồi. Vậy thì phân mộ in hoa có nghĩa là in phun mực, in phun hoa đấy. Đấy, mực hoa đấy. Cái này thì thường là dùng ở cái máy nhé các bạn nhé. Cái máy thường có cái gọi là máy in phun hoa đấy. Các bạn sang từ số 15 là từ phân sơ in hoa. Phân sơ in hoa, phân sơ in hoa. Phân sơ có nghĩa là in phun bắn ấy, là cái phun bắn ấy, bắn dạng súng, bắn ấy. Vậy thì in hoa đây có nghĩa là in hoa rồi. Vậy thì từ phân sơ in hoa có nghĩa là in phun bắn. Rồi, các bạn sang từ số 16 là từ thao in, thao in, tía in, thao in, tía in. Đây là cái phương thức in nhá, cách thức in ví như là thao in, thao in ở đây có nghĩa là in cái sen, bộ sen màu đấy, in thao in, sen màu. Các bạn ở mỗi công ty sẽ có một cách gọi khác nhau nhá. Thao in, tía in, có nghĩa là in lồng, ghép đấy. Tía này in chồng lên nhau, chồng xếp nhau ấy. Tía in có nghĩa là in lồng hình. Thao in, tía in. Từ số 17 là từ chữ bản in hoa. Chữ bản in hoa, chữ bản in hoa. Hai từ này là thanh ba thì các bạn ở cái vế trước nó sẽ đọc thành thanh thanh hai nha, thanh sắc đấy, gọi là chữ, thành ra từ sốc dấu sắc nha các bạn nhé. Chữ, bản in hoa. Chữ bản có nghĩa là chữ là giấy này, chữ là giấy, bản là bản, là cái bản lề đấy, cái mẫu đấy, cái khuôn đấy. Đấy, chữ bản in hoa đây là các bạn biết rồi. Vậy thì chữ bản in hoa có nghĩa là in hoa trên bảng giấy. Các bạn sang từ số 18 là từ phính bản in hoa, phính bản in hoa, phính bản in hoa. Phính là cái bằng này, bản là bản này, bảng này. In hoa có nghĩa là in hoa rồi. Phính bản in hoa có nghĩa là in hoa bằng phẳng. Đó, in hoa bằng phẳng. Các bạn sang từ số 19. Từ số 19 là từ xoang miệng in hoa. Xoang miệng in hoa, xoang miệng in hoa. Xoang là cặp, là đôi, miên là mặt, in hoa là in hoa. Vậy thì xoang miệng in hoa nghĩa là in hoa hai mặt, in hoa hai mặt các bạn nhé. Thế nếu như các bạn muốn in hoa một mặt thì các bạn đọc là tan miệng in hoa, tan miệng in hoa. Đó, tan miệng in hoa có nghĩa là in một mặt, in hoa một mặt. Sang từ số 20 là từ tuy hoa in hoa, tuy hoa in hoa. Tuy là đối này, hoa là hoa, in hoa là in hoa. Vậy thì tuy hoa là hoa đối và in hoa là in hoa. Vậy thì tuy hoa in hoa có nghĩa là in hoa đối, in hoa đối chiếu, đối xứng đấy, in hoa đối
Đối hoa in hoa. Từ số 21 là từ phóng rạn in hoa. Phóng rạn in hoa. Phóng rạn in hoa. Phóng là phòng này, rạn là nhuộm này. Vậy thì phóng rạn in hoa có nghĩa là in hoa chống nhuộm. À, in hoa chống nhuộm. Sang từ số 22 là từ quấn thổng in hoa. Quấn thổng in hoa. Tương tự mình vừa nói là có hai thanh ba đi liền với nhau thì thanh cụm đầu tiên với anh trước thì các bạn đã đọc thành thanh hai, đọc thành sâu sắc. Ở đây sẽ đọc là bình thường sẽ đọc là quẩn. Vậy thì sau khi hai thanh này gần nhau thì các bạn sẽ đọc là quẩn, à quấn nhé. Vậy thì các bạn gọi cho mình là từ quấn thủng in hoa. À, quấn thủng có nghĩa là in lăn. Lăn ấy, tức là lăn, quẩn, quẩn, quẩn và lăn. Thủng, quấn thủng, lăn mực. Lăn mực, in lăn mực. Quấn thủng in hoa, nghĩa là in lăn mực. À, mình xin phép nói luôn là toàn bộ từ vựng này thì đều do mình tự mày mò và trong quá trình công việc mình có tổng kết lại và sàng lọc một chút để cho các bạn có thể dễ học hơn. Thì hy vọng những cái từ vựng này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc trong các công xưởng của Trung Quốc và Đài Loan. Chúng ta sẽ sang từ số 23 nha. Từ số 23 là từ Yuan Wang In Hoa. Yuan Wang In Hoa. Yuan là tròn nhé. Yuan là tròn này. Quảng là lưới này, in hoa rồi. Vậy thì yuán quảng in hoa có nghĩa nhỉ? Là in lưới trục tròn, trục in lưới trục tròn. Yuán quảng in hoa. Các bạn sang từ số 24 là từ in hoa tả yang. In hoa tả yang. In hoa tả yang. In hoa là in hoa rồi, tả yang có nghĩa là mẫu, làm mẫu. Vậy thì in hoa tả yang có nghĩa là in hoa làm mẫu. Đó là toàn bộ 20 từ vựng liên quan đến chủ đề ngành in, in ấn, liên quan đến các công xưởng làm việc làm về lĩnh vực vải và in ấn. Đây thì hy vọng cái 24 từ vựng này sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong công việc. Bây giờ mình sẽ sang cái chủ đề tiếp theo cũng tương tự về cũng về ngành in vải. Thế nhưng mà chúng ta sẽ sang một cái phương thức khác, đó chính là về mũ. Thì bạn nào làm về ngành mũ thì các bạn có thể tham khảo ở dưới này nhé. Video mình sẽ chia ra làm 3 phần thì các bạn làm về lĩnh vực nào thì các bạn có thể click vào cái phần bên dưới của phần mô tả mình nhé. Mình có để theo cái mình có để chia ra làm 3 phần đấy, các bạn có thể click vào cái phần ở bên dưới để mình các bạn xem. Sang từ vựng đầu tiên về lĩnh vực mũ này. Đầu tiên là các bạn phải làm quen với cái từ mũ là gì. Thì mũ nó là mao nhé, mao chữ. Mao chữ. Mao chữ là mũ, mũ chung. Ở đây sẽ có từ thứ nhất là từ biên mao. Biên mao. Biên mao có nghĩa là mũ thường. Hay là cái mũ mà các bạn hay đội ấy, gọi là biên mao. Mũ thường dùng. Tiện dùng đấy, biên mạo. Từ số 2 là từ tai yến the mao zi. Tai yến the mao zi. Tai yến the mao zi. Tai yến the mao zi có nghĩa là mũ có vành.
tai yến là cái vành nhá. Đấy, tai yến có nghĩa là có vành. Mao chữ có là mũ. Tai yến là mao chữ có nghĩa là mũ có vành. Từ số 3 là từ không xin mạo. Không xin mạo. Cũng có thể dùng từ thai giáng mạo. Thai giáng mạo. Không xin mạo. Thai giáng mạo. Video là mình sẽ có bổ sung thêm cái phần gọi là phần từ trung bồ nhé. Thì các bạn nào làm ở các công ty của các bạn là chưa đọc được phiên âm thì các bạn có thể tham khảo ông bồ của mình. Không xin mạo, quay trở lại bài thì không xin mạo có nghĩa là cái mũ rỗng chóp, cái mũ mà chóp khi mà các bạn đội cái mũ này chóp trên đầu ấy, thường các vận động viên về làm các vận động viên mà đánh bóng chày ấy, quần vợt ấy, các bạn người bạn nữ hoặc là các tay quần vợt ấy, người ta sẽ có đội cái mũ chỉ có vành thôi, ở trên này rỗng này thì cái đấy gọi là không xin mao nhá. Hoặc là cái đàn ông thì đội mũ thì sẽ gọi là thai giáng mạo. Không xin mạo, thai giáng mạo. Từ số 4 là từ số 4 là từ chén phiện. Chén phiện. Chén phiện. Chén phiện có nghĩa là cái tấm trước và cái vành trước. Đấy. Chén phiện. Chén phiện, tấm trước, vành trước. Từ số 5 là từ trung hậu phiên. Trung hậu phiên. Trung hậu phiên. Trung hậu phiên ấy. Trung hậu phiên có nghĩa là cái tấm giữa sau cái vành ấy, cái vành của mình ấy. Đấy. Hoặc là cái gọi là cái tấm giữa sau vành. Đấy. Trung hậu phiên. Từ số 6 là từ tỉnh khẩu. Tỉnh khẩu. Tỉnh khẩu. Tỉnh là cái đỉnh đầu ấy, khâu là khâu nhá. Là dập khúc ấy, tức là khi các bạn có một cái mũ mà có cái đỉnh chóp chóp tròn tròn ở trên đỉnh đầu ấy thì gọi là cái tỉnh khâu nhá, tỉnh khâu gọi là cái cúc dập ở đỉnh đầu. Đấy, cúc dập đỉnh đầu. Nhiều mũ, một số mũ là không có đâu, nhưng mà riêng một cái mũ mà lưỡi chai về đàn cho các nam thanh niên ấy thì sẽ có cái cung dập đỉnh đầu nhé. Từ số 7 là từ hậu khẩu. Hậu khẩu. Hậu khẩu. Hậu khẩu có nghĩa là cái then chốt ở sau mũ đấy. Ở cái mũ lưỡi chai của đàn ông sẽ có một cái gọi là cái chốt gạc gạc đằng sau này đấy. Khi mà các bạn muốn lới cái vành mũ rộng ra thì các bạn dùng một cái hậu khâu đằng sau này. Đấy, các bạn có thể lới ra các lớp. Đó, cái đấy gọi là hậu khâu nha. Sang từ số 8 là từ chữ xuân tại. Chữ xuân tại. Chữ xuân tại. Chữ xuân tại có nghĩa là chữ xuân có nghĩa là kích thước, kích thước nha, kích cỡ nha. Đấy. Chữ xuân tại có nghĩa là kích cỡ vòng đầu. Đó kia cái gọi vòng đầu trên này, cái vòng một chỗ này này, chúng ta gọi là chữ xuân tại. Từ số 9 là từ man bộ tai. Man bộ tai. Man bộ tai. Man bộ tai có nghĩa là kiểu đan lưới, mũ kiểu đan lưới gọi là man pua tại. Từ số 10 trong chủ đề về mũ thì là từ sụ treo mấy bản. Sụ treo mấy bản. Sụ treo mấy bản. Sụ treo là cái bằng nhựa đấy. Đấy. Thì cái đây các bạn gọi là cái bản lưỡi là cái gọi là cái vành mũ ấy, bạn gọi là bằng nó bằng nhựa đấy. Khi mà các bạn làm mũ thì có một cái vành nhựa như này,
Các bạn khi bỏ cái lớp vải ra sẽ có một cái bánh nhựa bên trong, lõi bên trong gọi là su chẹo mấy bản. Ra cái này thì những cái từ vựng liên quan đến chủ đề về mũ thì mình cũng không chuyên, cho nên là mình cũng đây là mình muốn đây là mình tổng hợp một số cái từ bạn bè muốn chia sẻ, thì đây mình sẽ gửi trong chia sẻ với các bạn trong cái video này. Thì các bạn có từ nào liên quan đến từ mũ thì các bạn muốn củng cố và muốn chia sẻ với các bạn khác thì các bạn có thể chia sẻ phần bên dưới comment giúp mình nhé. Từ số 11 là từ sang mấy, sang cái từ mấy là từ lề nhé, từ lề. Vậy thì sang mấy có nghĩa là sang là thượng là trên này, và sang mấy có nghĩa là lề trên hoặc là gọi là cái mép trên đấy, lề trên mép trên được. Trái nghĩa với từ sang là từ thượng thì vì sẽ có một từ gọi là từ xa, xa là hạ. Thế vậy thì xa mấy có nghĩa là lề dưới hoặc là mép dưới, lề dưới mép dưới. Từ số 13 là từ gia théo. Gia là ép này, là được ép này, vậy thì théo là sợi này, hoặc là viền để được. Cái này rất nhiều nghĩa, nhưng mà từ gia théo đây sẽ dùng gọi là từ ép nhánh hoặc là ép cái đường viền đấy, ép nhánh đường viền gia théo. Từ thứ 14 mình chia sẻ với các bạn là từ hàn tại. Hàn là liếu han đấy, liếu han là rơi đổ mồ hôi ấy. Mình như mình đang đổ mồ hôi vì dạy các bạn trời nóng quá. Hàn đấy là mồ hôi này. Tai ở đây là cái băng đô, hoặc là cái từ tai này có rất nhiều nghĩa, hoặc là từ mang này, hoặc là từ từ cái tấm gì đó cũng gọi là từ tai này. Vậy thì từ hàn tai ở đây có nghĩa là cái băng đô mồ hôi. Cái băng đô mồ hôi là như là các bạn đội mũ nữ trai sẽ có một cái vành vành nhỏ nhỏ bên trong này, vành vành nhỏ bên trong này, tức là khi bạn đổ mồ hôi đấy, các bạn bỏ mũ ra thì chỗ vành ở bên trong này nó sẽ bị ướt đấy, khi mà nó chỗ đấy nó gọi là thấm mồ hôi. Vậy thì cái đấy gọi là cái băng đô mồ hôi, hay tiếng Trung gọi là han tai. Từ số 15 là từ pao mien. Từ pao mien ở đây có nghĩa là cái mút xốp ấy nha các bạn nhé. Pao mien là các bạn nhất là rất nhiều các bạn làm ở lĩnh vực về pao mien, là về mút xốp hoặc bọt biển liên quan đến đệm đấy, thì một số công ty của Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam cũng làm về lĩnh vực này. Mình thấy ở nhựa ở Hải Phòng hoặc là ở một số tỉnh như Hải Dương cũng làm rất nhiều pao mien, mút xốp. Từ số 16 là từ cuối cùng liên quan đến cái mũ nha, thì mình chia sẻ với các bạn là từ bù biao. Ở đây có nghĩa là bù là vải nhá, biao là cái tấm nhãn mác đấy. Bù biao có nghĩa là cái nhãn vải hoặc là cái tem mác bằng vải. Đối với một số cái mũ mà gọi là mũ hàng hàng hiệu ấy, thì nó sẽ có cái gọi là nó in bằng vải, một cái tấm tem mác đây là hiệu nhỏ góc bên này ở bên đằng sau gì đấy, hoặc lên trên đỉnh đầu. Nó sẽ có một cái từ cái tem bằng vải, cũng như là công mũ cái gì gì đấy của công ty nào gì đấy, thì nó sẽ có một cái gọi là pu bèo để bản quyền, tức là cái bản quyền về mũ của người ta, pu bèo. Ok, thế mình chia sẻ xong 16 cái từ vựng liên quan đến chủ đề về mũ. Mình muốn chia sẻ tiếp một số cái từ vựng liên quan đến cũng khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 32 từ thôi, 36 từ thôi, liên quan đến cái chủ đề gọi là cũng về chủ đề về in ấn, nhưng mà sẽ là về kiểm nghiệm này. Cái này rất là quan trọng nha, các bạn nào làm về kiểm tra ngoại quan của sản phẩm và đầu ra
ông già của ông Huy hay gì đấy, về mũ hoặc là về các loại vải, các bạn nên nên xem video này của mình. Thì đầu tiên là từ xuấy xỉ xua lụy, xuấy xỉ xua lụy, xuấy xỉ xua lụy. Xuấy xỉ có nghĩa là rửa giặt, giặt bằng nước. Xua là co, lụy là tỷ lệ. Vậy thì xuấy xỉ xua lụy có nghĩa là giặt co ngót, tức là giặt xong nó bị co lại, gọi là xuấy xỉ. Xua, xua đấy, xua là cũng bị co ấy. Một số cái loại vải, ví dụ như vải cốt tông hoặc là vải, mình không nhớ lắm. Khi mà các bạn giặt xong thì các bạn nó sẽ bị hút nước, hút nước mà cho nó sẽ bị co lại thì gọi là xuấy, gọi là xua nhá, xua xua. Từ thứ hai là từ thang xua, mình xin lỗi, thang xua, thang xua, thang xua. Thang là hấp, là làm nóng lên đấy. Xua là co, mình vừa giải thích ở trên rồi. Thì thang xua ở đây có nghĩa là hấp co. Từ số 3 là từ sợ láo tụ, sợ láo tụ, sợ láo tụ. Sợ là màu, láo đây là bền này. Đấy. Mình cũng không nhớ lắm từ này, từ bền là sao đấy. Tụ ở đây có nghĩa là độ. Vậy thì sợ láo tụ có nghĩa là độ bền màu. Nên là khi mà các bạn giặt hoặc làm cái gì tác động đến ảnh hưởng đến môi trường ở bên ngoài của nó, thì bạn muốn test cái độ bền màu thì các bạn gọi là sợ láo tụ nhá. Từ sang từ thứ tư là từ xuấy xỉ sợ láo tụ, xuấy xỉ sợ láo tụ. Xuấy xỉ sợ láo tụ có nghĩa là xuấy xỉ rồi, các bạn vừa học xong, các mình vừa dạy ở trên từ nhất đi, gọi là giặt bằng nước. Vậy thì sợ là màu, láo tụ là độ bền, bền màu. Vậy thì xuấy xỉ sợ láo tụ có nghĩa là độ bền màu sau khi giặt, độ bền màu sau khi giặt. Các bạn giặt bằng nước thì nó sẽ bị phai màu, thì gọi là, các bạn có thể nói là từ xuấy xỉ sợ láo tụ. Sang từ số 5 là từ nại múa cha sơ láo tụ, nại múa cha sơ láo tụ, nại múa cha sơ láo tụ. Lai là bền này, độ bền này, múa cha là mà sát này, co cọ sát này, sơ là màu rồi, láo tụ là độ bền này. Vậy thì múa cha nay múa chả sơ láo tụ có nghĩa là độ bền màu sau khi chà sát, sau khi cọ sát. Từ số 6 là từ nay quang, nay quang sơ láo tụ, nay quang sơ láo tụ. Nay quang là độ mà gọi là liên quan đến chịu ánh sáng đấy, độ 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 chịu ánh sáng của cái vải đấy, hoặc là cái in độ in màu đấy. Thì nai quạng sơ láo tụ ở đây có nghĩa là độ bền màu với ánh mặt trời. Quang là ánh sáng này, nai là độ bền, tức là độ chịu. Đấy. Từ số 7 là từ nại han sơ láo tụ, nại han sơ láo tụ. Cũng tương tự thôi, thì nại cũng là từ chịu được, chịu rồi, nhẫn nhịn đấy, gọi là nại từ nhẫn nhịn, thường dùng từ trong từ cuộc sống thì gọi là từ nhẫn nhịn. Ở đây thì mình cũng không biết là dịch dùng từ gì cho chuẩn. Thì mình đại khái nó là cái dạng gọi như là cái độ chịu cái gì đó.
Đó. Han đây là mồ hôi rồi. Vậy thì nai han sơ láo tụ có nghĩa là độ biến màu với mồ hôi. Khi mà các bạn mặc quần áo lên trên người thì khi mà các bạn đổ mồ hôi ấy, thì trong mồ hôi nó sẽ có cái axit, cái độ axit chua chua gì ấy, mình cũng không nhớ, thì nó tiếp xúc với một cái vải của mình thì người ta thì nó sẽ làm cho cái màu vải hoặc là cái chất vải nó sẽ bị hỏng hoặc là bị phai màu đi, thì cái đấy gọi là cái nai hạng sửa lào tu. Chúng ta sẽ sang từ số 8 là từ tương tự nhá, thì số 7 ở đây là lại hàn rồi, thế vì ở dưới từ số 8 sẽ chịu nước, sẽ là từ chịu nước, vậy thì nước sẽ là nai xuẩy sợ láo tụ, nai xuẩy sợ láo láo tụ, nai xuẩy có nghĩa là độ bền màu với nước đó, nai xuẩy sợ láo tụ. Từ số 9 là từ nai phẩn hoáng hoa, nai phẩn hoáng hoa, nai phẩn hoáng hoa. Ở đây thì từ này sẽ là từ mức chịu ố vàng của phenol. Phenol thì cái chất này thì các bạn có thể tham khảo trên Google, hoặc là các bạn làm về lĩnh vực này thì các bạn chắc không thấy gì xa lạ với từ này đúng không? Mức chịu ố vàng phenol. Từ số 10 là từ la sân, hay là gọi từ khang trang, khang trang tráng tụ, la sân khang trang, khang trang tráng tụ, khang trang tráng tụ. La sân là cái độ giãn, cường độ giãn đấy, và cái khang đây là trống này, trăng là căng này, thì khang trang tráng tụ là tráng tụ là cường độ nhá, tráng tụ cường độ, vậy thì ở đây gọi là cường độ giãn, gọi là cái chống giãn đấy, mức độ chịu chống giãn của nó. Khi các bạn kéo vải ra thì một số ví dụ vải cotton nó sẽ giãn ra đúng không? Đấy, ví dụ như vải poly thì nó sẽ lại nó bị trùng lên một chút, hoặc là vải pha nó sẽ bị trùng đi. Cái này các bạn làm lĩnh vực về vải thì các bạn cái này các bạn sẽ thông hiểu thông thạo hơn mình. Từ số 11 là từ sự lia tráng tụ, sự à mình xin lỗi nha, sự lia tráng tụ, sư lịa tráng tụ. Sư lịa là bóc rách này, bóc rách là xé rách, sư là xé đó, xé đấy. Sư lịa tráng tụ, tráng tụ là cường độ rồi, vậy thì sư lịa tráng tụ có nghĩa là mức độ chịu xé rách của cái vải đấy. Các bạn sẽ có một cái gọi là cái phòng ban chuyên để test vải và test hàng hóa ấy. Sẽ có một cái khâu này gọi là sư lịa tráng tụ. Từ số 12 là từ bô lý tráng tụ, bô lý tráng tụ, bô lý tráng tụ. Bô lý tráng tụ có nghĩa là cái cường độ bóc tách, cường độ bóc tách. Bô lý là bóc tách nhá, bóc tách gọi là những cái gì linh thụ, như là các bạn làm về tép hoặc là làm về vải thì sẽ dùng cái từ bô lý nhiều. Bô lý tráng tụ có nghĩa là cường độ, thì bô lý tráng tụ có nghĩa là cường độ bóc tách. Mà từ số 13 là từ chia phân hóa lịa, chia phân hóa lịa, chia phân hóa lịa. Chia là tiếp nối, phân là cái đường may này. Đấy, phân hóa nghĩa là trơn đấy, và từ lịa là bị rạn, lịa lịa rạn rạn nứt đấy. Vậy thì cái từ này ghép lại sẽ là từ đường may lành bị rạn. Khi mà các bạn cái đường may nó đang thẳng tắp này đúng không, thì khi mà các bạn bóc nó ra thì nó bị rạn đi một chút, thì chỗ đấy gọi là cái đường may lành bị rạn, gọi là chia phân hóa lịa.
Từ số 14 là từ khạng chỉ máu chỉ chiếu xịn. Khạng chỉ máu chỉ chiếu xịn. Mình xin lỗi, mình đọc nhanh một chút nhé. Khạng chỉ máu chỉ chiếu xịn. Khạng chỉ máu chỉ chiếu xịn. Tới đây có nghĩa là từ khang nghĩa là kháng, là chống nhá. Chỉ là khi nó bật dậy lên, là chỉ dậy lên. Chỉ máu đây, khi mà các bạn đọc, nếu mà chỉ đơn thuần nó sẽ là hướng lên trên đúng không, cái gì nó khơi dậy thì gọi là chỉ. Máu đây có nghĩa là cái lông, à cái đúng gọi là lông ấy, gọi là cái mông, lông tơ đấy, bông đấy, gọi là cái bông. Khi mà hai từ này ghép với nhau sẽ gọi là sổ bông nhá, khi mà cái bông nó từ ở dưới bên tăng thẳng thẳng này đúng không, khi mà chỉ máu thì nó bị sổ sổ lên thì gọi là chỉ máu. Chỉ chiếu sinh, chỉ chiếu sinh tức là cái tính khi mà cái lông nó sổ lên đúng không, nó tùy nó bị thành hình sợi đúng không, khi mà các bạn xoa xoa nhiều cái bề mặt nó sẽ thành vo, hình tròn đúng không, cái bông nó sẽ vo hình tròn, thì cái này gọi là chỉ chiếu sinh, gọi là chính là cái vo, cái mức độ vo thành hình tròn của nó, cái bông trên bề mặt nó vo thành hình tròn đấy, thì gọi là, thì ở đây cái từ cụm từ này sẽ đọc là khạng chỉ máu chỉ chiếu xịn, có nghĩa là chống sổ lông vo cục. Đó, chống sổ lông vo cục. Từ số 15 là từ nại múa sinh. Nại múa sinh. Nại múa sinh. Nại là mức chịu, chịu đấy. Cái từ đấy mình không biết giải thích nào, thì dùng từ này trong cái lĩnh vực này nó hơi khó giải thích. Đấy thì mình xin phép dịch sang cái từ tiếp, mấy từ tiếp tiếp theo nó là sẽ từ từ múa là từ mài mòn đấy, gọi là ma sát mài mòn. Sinh, sinh có nghĩa là tính, vậy thì nai múa sinh có nghĩa là tính chịu mài mòn. Từ số 16 là từ chuy, chuy xoay sinh, chuy xoay sinh, chuy xoay sinh. Chuy đây gọi chịu này, xoay sinh là tính nước, vậy thì chị xoay sinh có nghĩa là chịu được nước. Các bạn sang từ số 17 là từ khang xoay, cái từ này mình xin lỗi nhá, cái từ chị xoay sinh nó cũng là từ cũng tương tự cái từ như cái từ số 17 này. Nó chỉ khác mỗi từ từ khang, khang với cái từ từ chi này thôi. Đấy, khang đây là nó là chống, mang tính nặng hơn, nó phòng chống cái gì đấy. Đấy, khang xoay sinh, khang xoay sinh có nghĩa là chống nước. Một số một loại vải gọi là chống nước, ví dụ như cái vải mà cái áo mưa chẳng hạn đấy, áo mưa chúng ta sẽ là cái loại vải chống nước. Số 18 là từ thâu sư tụ. Thâu sư tụ. Thâu sư tụ. Thâu là thẩm thấu nhá, là thấu á. Sư tụ có nghĩa là độ ẩm. Vậy thì thâu sư tụ có nghĩa là thấm ẩm. Độ thấm ẩm đấy. Từ số 19 là từ ủy lín. Ủy lín. Ủy lín. Ủy lín có nghĩa là nước mưa, nước mưa đã ủy vào đấy, gọi là ủy lín. Từ nước mưa này vào thì cái từ này một số cũng hầu như tất cả các loại vải đều đều người ta bia công nghệ người ta sẽ là hạn chế khi mà nước vào áo ấy, tức là nó sẽ khô nhanh, hoặc là công nghệ năm 2021, 2022 thì mình không biết như nào, nhưng mà năm những năm 2020, 21 là công nghệ nó sẽ chú trọng vào cái chống nước mưa ấy, gọi là ủy nín. Và từ số 20 là từ y ban bố xoay. Y ban bố xoay. Y ban bố xoay. Y ban là thông thường, bình thường, bua là đẩy nước, gạt nước.
Thì y ban po xoay có nghĩa là để nước thông thường, gạt nước thông thường. Và từ số 21 là từ y ban po yếu, y ban po yếu, y ban po yếu. Tương tự những cái từ này, chỉ từ số 20 này nó chỉ khác với từ yếu thôi. Từ trên là từ xoáy, xoáy là nước, vậy từ dưới này sẽ là từ dầu nhá. Vậy thì ở trên là sẽ là đẩy nước thông thường, vậy thì ở dưới sẽ là đẩy dầu thông thường. Y ban pua xoáy, dầu như dầu ăn đấy, gọi là những cái loại dầu đấy, hoặc là dầu 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 máy được. Khi mà nó thấm vào quần áo thì nó sẽ có một cái gọi là tính để tính đẩy đẩy cái gọi là cái tập hợp chất về dầu ra khỏi quần áo. Từ số 22 là từ phóng u, phóng u, phóng u, phóng u. Phóng nghĩa là phòng, là chống, u là bẩn. Vậy thì phóng u có nghĩa là chống bẩn. Xí sư, xí sư, xí sư. Xí, xí là hút, sư là ẩm. Vậy thì xí sư có nghĩa là hút ẩm. Những từ này rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần, đó là hai từ, hai từ, hai vế khác nhau, hai vế dễ đọc thôi. Các bạn chú ý là mình lấy từ này nhé. Và từ tiếp theo là từ số 24 là từ rồi si, rồi si, rồi si. Rồi si ở đây là cái loại hút, cái loại hút ấy. Rồi là nhọ, là cái nhụy. Đấy, rồi si, si là hút. Vậy thì cái rồi si nó cái bề mặt của cái vải này, của cái lõi, cái nhấp nhô nhô cái này. Mình có thể thích lắm thì các bạn có thể tra thêm cái từ, các bạn có thể gõ rồi si và gõ trên Google để xem hình ảnh thì các bạn có thể rõ hơn. Từ số 25 thì quay trở lại cái từ vừa nãy mình cũng giải thích rồi, là từ chỉ máu chiếu, chỉ máu chiếu. Chỉ máu là số lông rồi, chiếu đây có nghĩa là cái cụm mà khi mà vo vo cái bông vào với nhau thì nó hình tròn vo vo ấy, gọi là cái số cụm lông, gọi là cái lông cụm ấy, cụm lông ấy. Đấy. Chỉ máu chiếu có nghĩa là số cụm lông. Từ số 26 là từ nai múa, nai múa. Tương tự ở phần trên mình có giải thích qua rồi, từ nai múa có nghĩa là cái lực, cái độ chịu mài mòn đấy. Nai múa, múa là mài mòn. Từ số 27 là từ khang chính tiện, khang chính tiện, khang chính tiện. Cái từ khang chính tiện này cũng vừa hướng dẫn qua các bạn rồi, thì đây mình một tách nhỏ ra thôi thì các bạn dễ học. Để khang chính tiện, kháng tĩnh điện. Khang là kháng, chính là tĩnh, tiện là nghĩa là điện. Vậy thì khang chính tiện có nghĩa là kháng tĩnh điện. Từ số 28 là từ chủ rán, chủ rán, chủ rán. Chủ này là chống này. Đấy, chủ. Vậy chủ rán này nghĩa là chống cháy nhá. Rán này là bốc, là cháy, vì đấy mình không nhớ lắm. Nhưng từ đại khái từ chủ rán nghĩa là chống cháy nhá. Chủ dạng rán, chống cháy. Sang từ số 29 là từ chữ u mi tu, chữ u mi tu, chữ u mi tu. Chữ u nghĩa là dẹt, chữ u là dẹt nhá. Mi tu là mật độ, vậy thì chữ u mi tu nghĩa là mật độ dẹt. Từ số 30 là từ ph chữ, ph chữ. PH chữ
Ở đây có nghĩa là từ xứ là giá trị nhé, xứ là giá trị. Ở đây mình sẽ dịch là từ độ độ pH để nó khớp với cái môi trường làm việc của các bạn, để, ví dụ cái ngành của các bạn ấy gọi là độ pH, hay là các bạn đặt là giá trị pH được cũng đều được. Là từ số 31 là từ thi sa chữ, thi sa chữ, thi sa chữ, thi sa, sa là sợi này, chữ là cái này nào, cái nào cây nào sợi, nó rất nhiều nghĩa nhé. Các bạn có thể tra thêm trên trong từ điển. Đây, từ chữ chữ này có nghĩa là gì? Ở đây mình sẽ dịch là cái số sợi T nhé, số sợi T. T nó là cái gì? Các bạn hẳn các bạn biết rồi. Từ số 32 là từ khở trung, khở trung, khở trung, khở trung ở đây có nghĩa là gam, gam đấy. Kg, kg sẽ là gì nhỉ? Cung chin, cung chin, hoặc y chin gì đấy, y cung chin, hoặc y chin. Từ số 3, 33 là từ phú khoan ở đây có nghĩa là độ rộng. Phú khoan. Từ số 34 là từ chính mi, chính mi, chính mi, chính mi ở đây có nghĩa là mật độ sợi dọc. Đấy, chính mi. Cái này gọi là vĩ tuyến hoặc là cái gì tuyến nhà mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là chinh mi nó nghĩa là cái sợi dọc nhé, sợi dọc, mật độ sợi dọc, mi là mật độ này, chinh mi là mật độ sợi dọc. Ngược lại sẽ là từ số 35 là từ quẩy mi, quẩy mi, quẩy mi. Quẩy mi ở đây có nghĩa là cái mật độ sợi ngang ấy. Quẩy mi. Và từ cuối cùng là từ bù hán ổ tàn, bù hán ổ tàn, bù hán ổ tàn, bù hán ổ tàn có nghĩa là không bao gồm hợp chất azo. Đấy, azo hay cái gì azo thì mình không rõ, cái này thì mình cũng không chuyên lắm. Đây, chia sẻ của một người bạn gửi cho mình thôi. Bù hán ổ tạm. Đấy, không bao gồm hóa chất azo. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái 36 từ vựng liên quan đến cái chủ đề về ngoại quan, tức là cái kiểm nghiệm sau khi quá trình các bạn in ấn hoặc là làm bất kỳ việc gì đó là trên cái vải. Và cũng chia sẻ được khoảng tầm 16 từ vựng liên quan đến cái chủ đề mũ, gia công về mũ vải. Đấy. Và thêm nữa là 24 từ vựng liên quan đến cái quá trình gọi là in ấn các loại hoa văn trên vải. Thì cái vấn đề mà in ấn này các bạn có thể áp dụng thêm một số cái mảng như là mảng về vali này, hoặc là về bao này, hoặc là những cái loại mà một số loại mút xốp, là những cái loại mà làm về đệm hoặc là vải, ví dụ như vải ở đây vải rèm là rất nhiều những cái mảng các bạn có thể áp dụng cái từ những cái từ vựng. Ở phần cuối của video này mình xin phép được chia sẻ với các bạn một số cái từ vựng mà về các loại sợi trong tiếng Trung. Thì video ở phần cuối này thì chỉ ngắn gọn thôi, khoảng tầm độ 10 phút. Nó tập trung vào khoảng tầm 10 19 từ vựng nhé các bạn nhé. 19 từ vựng thì từ cũng nhanh gọn thôi, thì mình sẽ chia sẻ qua cho các bạn. Cái từ thứ nhất là nói từ mén. 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 Mén ở đây cũng nghĩa là cái cốt tông, mén là cốt tông nhá. Từ số 2 là từ da má, da má, da má, da má ở đây là cái sợi li len đấy,
Các bạn làm lĩnh vực về các loại sợi thì các bạn có cách đọc riêng nhé. Thế mình gọi là từ Lilian. Lilian. Từ số 3 là từ Yang Mao. Yang Mao. Yang Mao. Yang là con cừu, Mao là lông. Vậy thì Yang Mao có nghĩa là sợi lông cừu. Yang Mao là lông cừu. Từ số thứ tư đó là từ ní lũng, ní lũng. Mình phóng to cho các bạn nhìn một chút. Từ ní lũng, chín, hơi to rồi. Ní lũng, chín lũng. Chỉn luân ní lũng ở đây có nghĩa là ly lông ấy, và chỉn luân ở đây có nghĩa là polyamide, sợi polyamide. Từ số 5 là từ truy tử, truy tử, truy tử. Tý luân truy tử ở đây thường thường thì ít khi dùng từ truy tử lắm đấy. Trước mình làm về lĩnh vực về sợi thì mình thường gọi từ tý luấn nó gọi là polyester đấy, gọi là hay gọi gọi là sợi poly ấy. Tý luấn. Và từ số 6 là từ rấn chảo mén, rấn chảo mén, rấn chảo mén, rấn chảo sư, rấn chảo sư. Rấn chảo mén và rấn chảo sư có nghĩa là sợi rayon đấy. Và từ số 7 là từ rấn chảo máu, gia khơ ly gọi là acrylic, sa là sợi nhé. Vậy thì thường dùng từ yakhli sa nhiều hơn là từ rấn chảo mén, rấn chảo máu nhé. Thì hai từ này có nghĩa là từ acrylic. Từ số 8 là từ rấn chảo sư, chan chiao xian wei, rấn chảo sư, chan chiao xian wei, chan chiao xian wei. Rấn chảo sư, chan chiao xian wei. Ở đây có hai từ này có nghĩa là cái sợi vít cốt, đấy, vít cốt. Từ số 9 là từ thán xin xian wei, thán xin xian wei. Và từ an luận, mình đọc từ phát âm xin lỗi từ này nhé, và từ thanh ngang thì đọc từ an luận, thán xin xian wei an luận. Ở đây có nghĩa là từ cái sợi spandex. Từ số 10 là từ lái khả, tu bang thán xin xa, tu bang thán xin xa. Lái khả có nghĩa là lycra, lycra, sợi lycra. Từ số 10 là từ thợ tá, ở đây có nghĩa là thợ thèn. Từ số 12 là từ toàn xiên có nghĩa là spun này, sợi spun. Và từ số 13 là từ chẳng xiên sư là sợi dài hoặc là cái sợi.
Chào xì xiên wei. Chào xì xiên wei. Chào xì xiên wei. Chào xì là cực mỏng, siêu mỏng. Siêu, tức là sợi là rất là nhỏ. Xiên wei là sợi rồi. Vậy thì chào xì xiên wei có nghĩa là sợi siêu mịn, microfiber. Từ số 15 là từ thiên sư miễn. Thiên sư miễn. Thiên sư miễn. Thiên sư miễn có nghĩa là sợi tiên sen. Tiên sen. Và từ số 16 là từ hoàn bảo xiên quấy. Hoàn bảo xiên quấy. Hoàn bảo xiên quấy. Hoàn bảo là môi trường nhé, bảo vệ môi trường, an toàn môi trường, xin với là sợi. Vậy thì hoàn bảo xiên quấy có nghĩa là sợi không gây hại cho môi trường. Từ số 17 là từ chín sủ sa. Chín sủ sa. Chín sủ sa. Chín sủ sa. Chín sủ là kim loại, sa là sợi. Vậy thì chín sủ sa có nghĩa là sợi kim loại. Metallic arm thì gì đấy, đại khái thế. Từ số 18 là từ hải tảo miễn. Hải tảo miễn. Hải tảo miễn. Hải tảo miễn ở đây có nghĩa là cốt tông hải đảo ấy. Sea land cốt tông ấy. Miễn là cốt tông nhá, và hải tảo là hải đảo đây. Các bạn dịch lúc nào thì mình hiểu như thế. Và từ số cuối cùng, từ cuối cùng là từ than xiên quấy. Than xiên quấy. Than xiên quấy. Than xiên quấy có nghĩa là cái sợi carbon. Sợi carbon này. Vậy thì là mình đã chia sẻ được khoảng tầm 19 từ chủ yếu về các loại sợi. Thì cũng có thể trong cái quá trình các bạn làm việc, các bạn có tiếp xúc rất nhiều các loại sợi khác nhau thì mình sẽ không liệt kê đầy đủ ở trong này. Thì các bạn nào có từ những từ nào liên quan, từ mới nào liên quan đến ngành sợi thì các bạn chia sẻ cho các bạn khác cùng biết nhé. Ok, thì đây là phần cuối của video, thì mình chia sẻ thêm thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye.